Xin chào tất cả các bạn, sau đây chúng ta sẽ phân tích bài học hôm nay. Bài học hôm nay là một câu chuyện rất là thú vị, có tên gọi là lý phả cắt tóc. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này nhé. 那是个星期天，我骑车进城去逛书店。那是个，đó là một星期天, ngày chủ nhật. 我骑车, tôi đạp xe. 进城, đi vào thành phố. 去逛书店, đi dạo quanh hiệu sách. 那是个星期天，我骑车进城去逛书店。书店旁边有一家新开的发廊，布置得非常漂亮。书店旁边, bên cạnh hiệu sách, 有一家, có một, 新开张的发廊, 发廊, salon tóc, 新开张的, mới khai trương, 家, đây là lượng từ, có thể dùng cưa cũng được. 布置的, bài trí, 非常漂亮, vô cùng đẹp mắt. 书店旁边有一家新开张的发廊, 布置得非常漂亮。 理发师是一个美丽的小姐, 长得像电影明星一样。 理发师, thợ cắt tóc, 是一个美丽的小姐, là một cô gái xinh đẹp. 长得, trông, 像什么什么一样, giống như gì đó, 电影明星, ngôi sao điện ảnh. 理发师是一个美丽的小姐, 长得像电影明星一样。 虽然头发还不太长, 我仍不由自主地走了进去。 虽然, tuy, 头发, tóc, 还不太长, vẫn chưa dài lắm. 我仍, tôi vẫn, 不由自主地, không làm chủ được mình hoặc không kiềm chế nổi. 走了进去, đi vào trong. Ở đây từ rắn hoặc nói là rắn rán hoặc là khẩu ngữ hơn thì chúng ta dùng từ khái sự các bạn nhé. 虽然头发还不太长, 但我仍不由自主地走了进去. Còn nếu thay bằng 还是, chúng ta sẽ nói là 我还是不由自主地走了进去. 来了,请里边坐, 小姐像见了亲人一样,热情地请我进去. 来了, em tới rồi đây, 请里边坐, mời anh vào trong ngồi. 小姐, cô gái, 像见了亲人一样, giống như gặp được người thân. 热情的, nhiệt tình, 请我进去, mời tôi vào trong. 来了, 请里边坐, 小姐像见了亲人一样, 热情的, 请我进去. 室内一面大镜子, 几把转椅, 收拾得干干净净. 室内, bên trong tiệm. 室内 là trong nhà, còn ở đây dịch là trong tiệm. Ý men ta chỉnh dự, một chiếc gương lớn. Men là lượng từ của chiếc gương. Chí bả choan ỉ, mấy chiếc ghế xoay. Sâu sử tờ, dọn dẹp. Can can chỉnh chỉnh tờ, rất sạch sẽ. Sư này, ý men ta chỉnh dự, chí bả choan ỉ. Sâu sử tờ, can can chỉnh chỉnh tờ. Ủa ra y bả choan ỉ sáng chua xẻ lại. Ra xéo chỉa cái ủa lỉ phạ. Ủa ra y bả choan ỉ sáng chua xẻ lại. Tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế xoay. Rằng xéo chỉa, để cho cô gái cây búa lỉ phả cắt tóc cho tôi. Ủa ra y bả choan ỉ sáng chua xẻ lái. Rằng xéo chỉa cây búa lỉ phả. Chúng ta trình dự lỉ, khăn tao xéo chỉa với trợ ủa máng lù đỡ yàng dự, su phụ chí lở. Chúng ta trình dự lỉ, từ trong chiếc gương lớn, khăn tao nhìn thấy xéo chỉa với trợ ủa máng lù đỡ yàng dự, dáng vẻ. Xéo chỉa, quấy trợ của cô gái xoay quanh tôi, máng lù, bận rộn. Sư phụ chỉ là, rất là dễ chịu. Chúng ta trình dự lý, khăn tàu xéo chỉa, quấy trợ của máng lù đỡ yàng dự, sư phụ chỉ là. Xéo chỉa xỉ thấu sứ, sấu hẳn chinh rấu, gây rắn y chúng, hẳn sư phụ tờ cản chế. Xéo chỉa xỉ thấu sứ, lúc cô gái gội đầu, sấu hẳn chinh rấu, bàn tay rất nhẹ nhàng. Cẩy rấn đem đến cho người ta y chủng cả chế, một cảm giác khẩn su phụ, rất dễ chịu, thoải mái. Xéo chỉa xỉ thấu sứ, sấu khẩn chinh rấu, cẩy rấn y chủng khẩn su phụ tờ cản chế. Xỉ hoán thấu, tha ná chỉ su chữ, hứa giản tạo, kha cha giản trợ. Xỉ hoán thấu gội đầu xong, tha ná chỉ, cô ấy cầm gì đó lên, su chữ hứa giản tạo, lược và kéo. Kha cha giản trợ, cắt lách tách lách tách. Xỉ hoán thấu, tha ná chỉ su chữ hứa giản tạo, kha cha giản trợ. Thu rán, ủa yêu ở ý rửa,
他惊叫了一声。突然，猛烟，我右耳戴边phải của tôi一热，脑蹦lên một cái。他惊叫了一声，叫了kêu lên，惊là sợ hãi và hốt hoảng。他惊叫了一声，cô ấy hốt hoảng kêu lên một tiếng。突然，我右耳一热，他惊叫了一声。哎呀，不好了，我把你耳朵剪破了。哎呀，ôi,不好了，gãy rồi, 我把你耳朵剪破了。Câu chữ bả thì chúng ta dịch động từ trước, chẻn là cắt, pua có nghĩa là sách hoặc là vỡ hoặc là thủng hoặc là đứt. Ở đây thì chỗ này chúng ta sẽ dịch theo cách nói của tiếng Việt. Ủa bả ní ở tua chẻn pua lờ, em cắt vào tai của anh rồi. Ây à, bu hảo lờ, ủa bả ní ở tua chẻn pua lờ. Ủa xe lờ ý tả theo, của rán yếu sửa. Yếu ý tí, khái tí tạo lờ bái trao bù sẵng. Ủa xe là ý ta theo, tôi giật nảy mình. Của rá yếu xuệ, quả nhiên là có máu. Yếu ý ti, có một giọt. Khái ti tạo lợ, còn nhỏ xuống. Bái trào bù sẵng, bên trên tấm vải choàng màu trắng. Từ ti này, vừa nghĩa là giọt, vừa có nghĩa là nhỏ giọt. Ủa xe là ý ta theo, của rá yếu xuệ. Yếu ý ti, khái ti tạo lợ, bái trào bù sẵng. Xiao chỉa chí tờ xiang khu. 这怎么办呢？头一天营业，我这还没煮水的东西。小姐，cô gái, 急得cuống đến mức, 想哭, muốn khóc. 这怎么办呢？ Làm thế nào bây giờ? 头一天, ngày đầu tiên, giống như第一天, 营业, mở tiệm hoặc là kinh doanh, mở hàng. 我这, chỗ em đây, 还没, vẫn còn chưa có, 煮水的东西, 东西, đồ, 煮水, cầm máu.小姐急得想哭，这怎么办呢？头一天营业，我这还没煮水的东西。我站起身，从镜子里看到右耳朵只是一个小口流着血。我站起身 ，tôi đứng dậy， cũng giống như 我站起来。从镜子里看到 ，từ trong gương nhìn thấy， 右耳朵 tai bên phải， 只是只là。有个小口, có một vết nhỏ, 流着血, đang chảy máu. 我站起身, 从镜子里看到, 右耳朵只是有个小口, 流着血. 才把提到嗓子痒的心, 一下子放到肚子里. Ở đây là cách nói của người Trung Quốc, nó không giống như cách nói của Việt Nam chúng ta. 提到嗓子痒的心, là cái trái tim mà bị nhấc lên tận cổ họng.Phang tao tủ dự lì là đặt xuống đến bụng. Tức là bình thường là trái tim nó ở trong bụng, nhưng mà khi mà chúng ta sợ hãi thì cái trái tim của chúng ta nó nhấc lên đến tận cổ họng. Mà ở trong bài này là đặt cái trái tim mà vừa bị nhấc lên đến tận cổ họng xuống dưới bụng thì có nghĩa là hết sợ hãi. Trái bả thí tao sáng dự giảng tờ xin ý xe giờ phang tao tủ dự lì. Ủa xeo lờ xeo thao chú y trang chứ sổ phạ an chú sang khẩu. Ủa xeo lờ xeo tôi cười cườiThao chu rút ra y trang chữ sổ pha. Sổ pha là cái khăn tay, khăn mùi xoa. Và chữ giấy y trang chữ sổ pha, một chiếc khăn giấy. An chu giữ chặt lấy sang khẩu vết thương. Ủa xeo là xeo, thao chu y trang chữ sổ pha, an chu sang khẩu. Xua nói, mấy quan sĩ không sao, ý hoài một lát, chiều khảo lợ là khỏi. Xua mấy quan sĩ.一会儿就好了。水不流了，小姐红着脸，一个劲地说：“水不流了，毛孔còn chảy nữa。”小姐红着脸，cô gái đỏ mặt, 一个劲地说，一个劲 là cứ một mực, hoặc là cứ liên tiếp, 一个劲地说, luôn miệng nói. 水不流了，小姐红着脸，一个劲地说。对不起，今天是开门头一天，我太紧张了。对不起，xin lỗi anh, 今天是 hôm nay là 开门头一天 ngày đầu tiên mở hàng, 我太紧张了 em bị hồi hộp quá, em bị căng thẳng quá. 对不起，今天是开门头一天，我太紧张了。看出来，小姐说的是实话。看出来，có thể thấy được.Xiao jie shuo de, những gì cô gái nói, shi shi hua, là nói thật. Kan chu lai, xiao jie shuo de, shi shi hua.
的确，头一次做生意，谁也免不了出差错，何况是年轻的小姐啊。的确，如为头一次、人头癫做生意、làm kinh doanh、làm buôn bán，谁也免不了，ai cũng không thể tránh khỏi出差错，mắc phải lỗi sai，何况是皇后啦，年轻的小姐，một cô gái trẻ。的确，头一次做生意，谁也免不了出差错，何况是年轻的小姐。我头一次当记者时，以为一字一句的把稿子改得十全十美了。我头一次对人都癫，当记者时，khi làm phóng viên，以为tưởng rằng一字一句，từng chữ từng câu，把稿子改得十全十美了。稿子là cái bản thảo cải de sửa sứ chuyển sứ mệnh thập toàn thập mỹ tức là hoàn hảo y với ý chữ ý chữ đó bà cáo chữ cải de sứ chuyển sứ mệnh là tưởng rằng đã sửa từng câu từng chữ của bản thảo đến hoàn hảo rồi của thấu ý chữ đang chỉ trở sứ y với ý chữ ý chữ đó bà cáo chữ cải de sứ chuyển sứ mệnh là hãy bố sư đang chủng biến chào chú ý cơ chua bia chữ mà hay bố sư sầm mà sầm mà mà chẳng phải gì đó hay sao rằng tổng biên bị tổng biên tập chảo chu lở tìm ra được ý cửa chua bia chữ một chữ sai chính tả hay bố sư rằng tổng biên chảo chu lở ý cửa chua bia chữ mà我安慰他说：“没事没事，你就把这次当作试验，在我的头上练练手艺，来，再接着理吧。”我安慰他说：“对，安慰过哎，耐桑，没事没事，không sao không sao，你就把这次当做 em cứ coi lần này là试验，làm thử nghiệm，在我的头上练练手艺，练练手艺，练tay nghề，在我的头上见到 anh，来 now，再接着理吧，cứ cắt tiếp đi。”我安慰他说：“没事没事，你就把这次当做试验。”在我的头上练练手艺，来，再接着理吧。小姐感动地说：“大哥，你真是好人。”小姐感动地说：“姑娘感动：“大哥，你真是好人。”“Anh đúng là người tốt。”小姐感动地说：“大哥，你真是好人。”理完发，他硬是不收我的钱。我说：“这怎么行？”理完发，cắt tóc xong，他硬是硬是硬，nghĩa của nó nghĩa gốc của từ硬là cứng，他硬是，cô ấy cứ nhất quyết hoặc cô ấy cứ một mực，不收我的钱，không nhận tiền của tôi。我说这怎么行？tôi nói thế này sao được？理完发，他硬是不收我的钱。我说这怎么行？正推让着一个要理发的小伙子走进来，问我。这怎么样？正推让着，当lúc đẩy qua đẩy lại，正là đang，推là đẩy，让là nhường，推让là đẩy qua đẩy lại，正推让着，当lúc đẩy qua đẩy lại，一个要理发的小伙子，một chàng trai muốn cắt tóc，走进来，bước vào，问我hỏi tôi，这怎么样？chỗ này thế nào？正推让着，一个要理发的小伙子走进来，问我这怎么样？我说不错，小姐感激地看着我。我说 tôi nói 不错，khá tuyệt。小姐感激地，cô gái cảm kích 看着我，nhìn tôi。我说不错，小姐感激地看着我。趁她招呼小伙子的时候，我悄悄放下钱，离开了发廊。趁人 lúc 她招呼小伙子的时候。的时候，khi 他招呼小伙子，cô ấy chào hỏi anh chàng kia。我悄悄，tôi lặng lẽ放下钱，để tiền lại。离开了发廊，rời khỏi tiệm cắt tóc。趁他招呼小伙子的时候，我悄悄放下钱，离开了发廊。阳光真好，我的心情也像阳光一样暖洋洋的。阳光，ánh mặt trời真好，thật là tuyệt。我的心情、tâm trạng của tôi也像阳光一样暖洋洋的，暖洋洋、ấm áp，像阳光一样，như ánh mặt trời。
阳光真好，我的心情也像阳光一样暖洋洋的。看来一个人做点好事并不难。看来xem ra一个人một người做点好事làm chút việc tốt并不难，không hề khó chút nào。看来一个人做点好事并不难。谁知回到报社，我的几个朋友却把我的好心情给搅了。谁知哎呢，回到报社飞临断算，我的几个朋友mấy người bạn của tôi却lại把我的好心情给搅了。搅 nghĩa gốc của nó là khuấy, khuấy lên hoặc là quấy dày, quấy rối. Ở đây chúng ta dịch là làm hỏng, của tớ hảo xin chính, tâm trạng tốt của tôi. Sấy chứ khuấy đào bao sửa, của tớ chỉ cờ phóng yếu, chỉ bá của tớ hảo xin chính, cái dẻo lờ. Tha mân xua, của tớ ở tua, răng lý phóng yếu dẻo lờ. Ủa hẳn sân chị, chứ hảo chỉa sư xua, sư lý phà sứ, bù xẻo xin, nung phua tớ. Tha mân xua, họ nói, của tớ ở tua, tai của tôi, răng lý phóng yếu dẻo lờ, bị bạn gái cắn. Ủa hẳn sân chị, tôi rất bực mình, chứ hảo đành phải, chỉa sư xua giải thích rằng sư lý phà sứ là do lúc cắt tóc, bù xẻo xin, nung phua tờ, không cẩn thận bị cắt phải. Tha mân xua, ủa tờ ở tua, răng lý phóng yếu dẻo lờ, ủa hẳn sân chị, chứ hảo chỉa sư xua, sư lý phà sứ, bù xẻo xin, nung phua tờ. Tha mân chiêu bàn khai hoán xẻo tờ xua, dẫu, chào tha mân xoan trang chủ. Tha mân chiều họ liền, bàn khai hoán xeo tờ xua, nửa nói đùa rằng, cháu đi, chào tha mân xoan trang chủ, xoan trang là tính sổ, chào sấy xoan trang là tính sổ ai đó. Tha mân chiều bàn khai hoán xeo tờ xua, cháu, chào tha mân xoan trang chủ. Cảm sang hai của mân chỉ trở, răng phà láng thí nghiệp trọng tuần, thấy tráng chinh chỉ xuẩn sư, kể yến giảng phê. Cản, dám, xa hại, làm tổn hại hoặc làm tổn thương đến của mình chỉ trở phóng viên của chúng ta. Răng phà láng, bắt tiệm cắt tóc, thí nghệ, ngừng hoạt động hoặc ngừng kinh doanh, trọng tuần để chấn chỉnh, thấy tráng, bồi thường, chinh chỉ xuẩn sư tổn thất, chinh chỉ kinh tế, cấy hình dạng phẩy, trả tiền bồi bổ sức khỏe. Cản, xa hại, của mình chỉ trở răng phà láng, thí nghệ trọng tuần, thấy tráng chinh chỉ xuẩn sư, cấy hình dạng phẩy. Yến yếu rấn chữ trợ ủa, y liền hoài xeo tờ xua, lý phá sư chuẩn sư lũy tờ, hẳn phèo lẹng, tuệ bù tuệ. Yến yếu rấn cũng có người, chữ trợ ủa chỉ vào tôi, y liền hoài xeo tờ xua, nguyên một bộ mặt cười đều và nói, lý phá sư thợ cắt tóc, chuẩn sư đích thị là, hoặc chắc chắn là, lũy tờ con gái, hẳn phèo lẹng, rất xinh đẹp, tuệ bù tuệ, đúng không nào? Yến yếu rấn chữ trợ ủa, y liền hoài xeo tờ xua, lý phà sư chuẩn sư lũy tờ, hẳn phèo lẹng, tuệ bù tuệ. Ủa xin lý yế hậu hủy, chuy lờ nà gia phà láng, ái lờ y giản tào. Ủa xin lý trong lòng tôi, yế hậu hủy cũng hối hận, chuy lờ nà gia phà láng, đi đến tiệm cắt tóc đó. Ái lờ y giản tào, bị ăn một nhát kéo. Ủa xin lý yế hậu hủy, chuy lờ nà gia phà láng, ái lờ y giản tào. Khở yêu xiảng, sấy nâng mấy cơ sản sư nơ? Khở yêu xiảng, nhưng rồi lại nghĩ, sấy nâng ai có thể mấy cơ sản sư nơ? Sản sư là sơ suất hoặc là xa xảy. Mấy cơ sản sư nơ? Không bị sơ suất chứ? Khở yêu xiảng, sấy nâng mấy cơ sản sư nơ? Chóng yên chỉ cơ yuê qua chùy lờ, y thiên, ủa yêu cái lý phà lờ. Chóng yên, chớp mắt, chỉ cơ yuê mấy tháng, qua chùy lờ, đã trôi qua, y thiên, một hôm, ủa yêu cái lý phà lờ, tôi lại đến lúc cần đi cắt tóc. Chóa yến, chỉ cơ yuê qua chùy lờ, y thiên, ủa yêu cái lý phà lờ. Phần yêu mến, xem ủa thuê chèn, yêu lý phà, chiều chùy mẩy yến. Phần yêu mến, các bạn bè, xem ủa thuê chèn. Thuê chèn là giới thiệu hoặc đề xuất cái gì đó. Xem sấy thuê chèn nghĩa là giới thiệu cái gì đó cho ai. Yêu lý phà muốn cắt tóc, chiều chùy mẩy yến thì hãy đến mỹ viên. Phở yêu mến xem của thuê chèn, yêu lý phà chiều chùy mẩy yến. Nà tờ lý phà sư, chẳng tờ phèo lẹng, sầu y yế thừa hảo. Nà tờ lý phà sư, thợ cắt tóc ở đó, chẳng tờ phèo lẹng, rất xinh đẹp,
手艺、tay nghề也特好，工资多。那的理发师长得漂亮，手艺也特好。他们硬拉着我去那，果然美元发廊生意很红火。他们硬着好木木，拉我去那，kéo tôi tới đó。果然，quả nhiên, mấy quán pha láng tiệm cắt tóc mỹ viên, sân y hận hủng hủa, kinh doanh rất phát đạt. Tham ơn yên la chợ của truy nọ, quả rán mấy quán pha láng sân y hận hủng hủa. Hãy yào phái tuổi tận hậu, xéo dịa y chứ mang chợ, nán tờ thái y chữ thầu. Hãy yào còn phải, phái tuổi tận hậu, xếp hàng chờ đợi, xéo dịa y chứ mang lù chợ, cô gái liên tục bận rộn. Nán tờ khó mà thái ý chữ thầu ngẩng đầu lên được một lần. Hãy học thái tuổi tận hậu, xéo chia ý chữ máng trợ, nán tờ thái ý chữ thầu. Luấn tạo của sứ, xéo chia ý lần, liền ý xe giữa chiều khủng lợ, khăn khăn của tờ ở tùa, thiên thiên đợi vận, mấy sự là bà. Luấn tạo của sứ, khi đến lượt tôi, xéo chia ý lần, cô gái bỗng sững người, liền ý xe giữa, mặt bỗng chốc, chiều khủng lờ liền đỏ lên. Khang khang của tớ ở tua nhìn vào tay tôi một chút, thiện thiện tờ vận ngọt ngào hỏi, mấy sư là bà, ổn rồi chứ ạ? À? Luấn tạo của sứ, xéo chia ý lần, liền ý xe giữ chiều khủng lờ, khang khang của tớ ở tua thiện thiện tờ vận, mấy sư là bà? Ủa xua, mấy sư là, nì khang, ý đá, ý khang bù chú lái lờ. Ủa xua, tôi nói, mấy sư là, ổn rồi, nì khang, em xem, y đá y khan bù chú lái lờ, không hề nhìn thấy tí nào nữa. Ủa xua, mấy sư là, nì khang, y đá y khan bù chú lái lờ. Tua quay nì lờ ta cưa. Tua quay ai đó là may nhờ có ai đó. Tua quay nì lờ ta cưa, may nhờ có anh đấy ạ. Ủa xeo chở xua, mấy sợ mở. Ủa xeo chở xua, tôi cười đáp. Mấy sợ mở không có gì, mấy sợ mở hoặc bố khơ chi dùng để đáp lại lời cảm ơn của ai đó. Thông lái tờ phẩm hiệu mẫn khoảng đoán ta ủ, nguyên lái nì tờ ở tố chiều sử trai trở sang tờ, chân sự ý toán mấy họ tờ chinh lì. Thông lái tờ phẩm hiệu mẫn, các bạn bè đi cùng khoảng đoán ta ủ, bừng hiểu ra hoặc là bừng tỉnh. Nguyên lái thì ra nì tờ ở tố tai của bạn, chiều sử chai trở sang tờ chính là bị thương ở đây. Chân sử thật là ý toàn mấy hảo tờ chinh lì. Ý toàn chinh lì một trải nghiệm mấy hảo tờ đẹp đẽ. Thống lái tờ phóng hiểu mến khoảng đán ta ủ. Nguyên lái nị tờ ở tua chiều sử chai trở sang tờ chân sử ý toàn mấy hảo tờ chinh lì. Đúng là một kỷ niệm rất là thú vị phải không các bạn? Không biết các bạn đã bao giờ đi cắt tóc mà bị cắt phải tay chưa? Trần Lao Sư thì đã từng có một kỷ niệm như vậy. Cho đến bây giờ thì cái tai vẫn còn sẹo, cho nên là Trần Lao Sư luôn luôn nhớ cái kỷ niệm đó. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học hôm nay. Các bạn hãy đọc đi đọc lại bài khóa thêm thật nhiều lần nữa các bạn nhé. Bye bye.